Chào các bạn, mới đây thì Vietmap đã tung ra một cái bản firmware mới cho cái thiết bị Android Box BS10. Và cái phiên bản mới đấy thì nó khác gì so với phiên bản cũ và có những cái tính năng nào hay ho? Mình sẽ đi tìm hiểu chi tiết trong video này. Vâng, và với phiên bản cập nhật đấy thì Vietmap ghi là cập nhật ngày 26 tháng 5. Tuy nhiên phải khẳng định với các bạn luôn, kể cả những cái sản phẩm Vietmap BS10 bán ra ở cuối tháng 6 thì vẫn chưa được cập nhật cái bản firmware này. Và chi tiết cái bản cập nhật này có gì hay ho hơn so với phiên bản cũ không? Mời các bạn xem video thì sẽ biết chi tiết. Vâng, và cái phiên bản cập nhật mới này thì nó sẽ có 3 cái điểm chính. Cái điểm đầu tiên là cái ứng dụng Vietmap Aston đã được gỡ bỏ. Thực ra thì để kể cả từ cái thế hệ BS9 ấy, thì mình cũng thấy cái Vietmap Aston này nó chả có tác dụng gì cả. Còn ở cái BS10 này thì nếu như mà các bạn để ý cái video mình đã làm ở trên kênh của mình rồi ấy, thì mình đã nói là khi mà mình sử dụng thử cái Vietmap Aston ấy thì hiện tại nó chưa hoạt động. Và ở cái phiên bản cập nhật này thì mình thấy là nó gỡ luôn rồi. Và cái thay đổi thứ hai đấy chính là cái tính năng tự động phát nhạc. Ở cái phiên bản cũ, nếu như bạn nào mà đang dùng Vietmap BS10 thì chắc các bạn cũng gặp phải tình huống đấy. Ở cái phiên bản cũ ấy, khi mà các bạn mở nhạc, các bạn nghe nhạc ấy, thì lúc nào nó cũng bật. Kể cả khi mà mình tắt máy đi, khởi động lại xe, nó cũng tự động bật lại, rất là khó chịu. Nếu như gặp phải những bạn mà thích nghe nhạc thường xuyên thì chắc là cũng tạm ổn. Thế nhưng mà ví dụ như mình này, lúc thì mình thích nghe nhạc, lúc thì mình không thích nghe nhạc. Mà cái này cứ khởi động xe lên là nó phát nhạc, khó chịu ghê luôn. Và ở cái phiên bản mới này thì nó đã có cái tính năng giúp chúng ta tắt bật cái tự động này. Nếu như bạn nào thích nghe nhạc thường xuyên thì các bạn bật lên. Còn nếu như mà các bạn không thích thường xuyên nghe nhạc thì các bạn tắt đi. Khi nào mình muốn nghe thì mình bật. Đấy, như vậy thì nó thuận lợi hơn. Và cái điểm thứ ba đấy chính là cái phần giao diện thiết lập. Và cái chi tiết giao diện thiết lập nó khác biệt như thế nào với cái phiên bản cũ thì bây giờ mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn xem. Rồi, đây mình sẽ vào cho các bạn xem nhé. Đây là phần thiết lập này, đây là cái giao diện thiết lập mới. Đây, các bạn sẽ thấy đây là cái giao diện thiết lập mới của BS10. Mình cũng sẽ cho các bạn xem lại luôn cái giao diện cũ thì nó khác nhau như thế nào. Đấy, ở cái giao diện cũ thì tất cả các cái thiết lập ấy thì nó sẽ kéo hết xuống dưới thì các bạn sẽ nhìn thấy và các bạn thiết lập. Còn ở cái giao diện mới này đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ hơi thay đổi một chút nhá. Ở ba cái hàng trên ấy thì không có gì thay đổi cả. Thế nhưng mà ở phía dưới ấy thì nó đã có một cái sự khác biệt rồi. Đấy, ở phía dưới thì bây giờ nó sẽ là cái phần thiết lập hiển thị này. Khi mà các bạn vào trong cái phần thiết lập hiển thị này thì nó sẽ có cái phần cài đặt đèn LED để các bạn thay đổi cái đèn LED của cái BS10. Tiếp đến là cái phím trợ năng. Cái phím trợ năng bây giờ thì nó nằm ở vị trí này rồi. Các bạn thích đây, cái phím trợ năng nó là cái gì? Là chính là cái phím home ảo ở phía trên này này. Nó rất là tiện dụng nhá. Mình thì rất thích cái tính năng này. Còn nếu như bạn nào không thích thì các bạn tắt đi. Thế nhưng mà đấy, lời khuyên của mình là các bạn nên bật lên. Tại vì trong một số tình huống ấy thì chúng ta cần phải có cái phím trợ năng này mới có thể sử dụng được. Con trỏ chuột này, cái này thì khi bật lên thì nó sẽ hình con trỏ chuột để cho các bạn thay đổi. Hay là kiểu giao diện này. Đây là cái kiểu giao diện mình cũng đã có video rồi. Đây, kiểu giao diện này. Thì các bạn, ví dụ bây giờ các bạn vào kiểu giao diện 1. Đây là cái kiểu giao diện cơ bản. Nhìn nó rất là chán. Đây, mình cho các bạn xem nhé. Đấy, đây là cái giao diện cơ bản. Nó chỉ hiển thị các cái ứng dụng như thế này thôi. Không có bất cứ một cái gì cả. Mình không thích cái kiểu giao diện này đâu. Mình sẽ thay đổi nhá. Mình sẽ chuyển lại cái kiểu giao diện 2. Chính là cái kiểu giao diện quen thuộc mà mình vẫn nhìn thấy ở trên những cái dòng BS10. Đấy, đây là cái kiểu giao diện 2. Rồi, mình quay lại cái phần setting giới thiệu tiếp cho các bạn. Đấy, ở phía dưới cùng thì các bạn sẽ nhìn thấy có cái mục là đơn vị tốc độ thôi. Cái phần đơn vị tốc độ này thì đương nhiên ở Việt Nam mình sẽ chọn km/h rồi. Đấy, đây là cái phần hiển thị. Ở cái phiên bản mới này thì nó sẽ gom những cái tính năng vào một nhóm để cho các bạn điều khiển cho nó dễ. Còn trước đây ấy, thì các bạn sẽ vào cái phần cài đặt xe, tất cả những cái phần đấy nó đều hiển thị ở phía dưới. Chúng ta sẽ kéo xuống và tìm cái vị trí nó ở đâu và chúng ta thiết lập. Còn bây giờ thì nó đưa vào hết một nhóm cũng hay đúng không? Tiếp đến là cái thiết lập điều hướng này. Thì cái thiết lập điều hướng này thì nó vẫn như cũ thôi. Các bạn vào đây thì nó sẽ có những cái ứng dụng bản đồ. Khi mà các bạn thay đổi ấy thì nó sẽ chuyển ra cái màn hình chính. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Ví dụ mình chọn Google Maps như thế này nhá. Sau đó thì mình xác định này. Đấy, thì mình ra cái giao diện chính thì ở đây nó đã chuyển đổi từ cái Vietmap Lite sang cái Google Maps rồi.
Còn nếu như mà các bạn không thích sử dụng Google Map hay là không thích sử dụng Vietmap Lite, các bạn có thể chuyển sang S2 cũng được, không có vấn đề gì cả. Đấy. Rồi, mình thì mình dạo này mình quen với sử dụng Vietmap Lite, nên là mình sẽ để mặc định cái Vietmap Lite nhá. Thiết lập điều hướng thì không có gì đúng không? Tiếp đến thì chúng ta sẽ có cái phần cài đặt xe đây này. Ở trong cái phần cài đặt xe này thì nó sẽ có cái mục tốc độ bit hình ảnh. Cái này thì bình thường nó đang để ở mức độ 8. Nếu như mà xe của bạn ở trên màn hình ấy, nếu như mà nó không đủ khả năng hiển thị ấy, thì các bạn có thể giảm xuống nhá. Các bạn cứ giảm. Ví dụ như thế này, khi mà chúng ta khởi chạy lên ấy, mà cái màn hình nó không đủ hiển thị, nó bị khởi động lại hay là chớp hình hay là gì đấy, thì các bạn có thể tụt xuống để chúng ta khớp với cái hiển thị của màn hình xe hơn. Nếu như mà nó vẫn bị thì các bạn tụt tiếp để nó phù hợp, đúng không? Truyền thông tin tới màn hình lái này cũng là một cái mục mới này. Thì khi mà các bạn bật lên như thế này thì nó sẽ hiển thị cái thông tin nhạc ở cái màn hình xe. Thế nhưng mà các bạn lưu ý là hiện tại thì nó chỉ phù hợp với một số những cái dòng xe cao cấp và có hỗ trợ tính năng này. Ví dụ như là Mercedes hay là Audi. Nói thật là đấy là giới thiệu của Vietmap thôi, chứ còn mình chưa được thử sử dụng xem nó như thế nào. Và nếu như có điều kiện thì mình sẽ thử ở trên dòng Mercedes để xem cái tính năng này có thật sự là thú vị hay không. Tiếp đến là cài đặt HDMI này. Thì bình thường cái này nó cũng không có nhu cầu sử dụng lắm đâu. Thi thoảng chắc là cũng có bạn sử dụng tới. Tại vì là các bạn cắm cái bốc này cho màn hình đằng sau chẳng hạn, thì các bạn sẽ truyền cái tín hiệu hình ảnh lên cái màn hình đằng sau, thì nó sẽ qua cái cổng HDMI. Thì ở đây nó sẽ có phần là bật cái kết nối HDMI cũng như là bật âm thanh qua kết nối HDMI thôi. Kéo xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phiên bản khác đây này. Đấy. Đây thì nó sẽ gom mọi thứ liên quan tới Google vào nhé. Các cài đặt nhà máy này, tài khoản Google này, tự động phát nhạc đây này, đây chính là cái tính năng mà vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn ấy. Nếu như các bạn để như thế này thì khi mà chúng ta bật nghe nhạc xong ấy mà tắt xe đi và sau đó chúng ta khởi động lại thì cái tự động phát nhạc này nó sẽ tự động phát tiếp theo. Cái này nó sẽ khá là hay đối với trường hợp như thế này. Nếu như các bạn đang di chuyển một cái chuyến hành trình dài, các bạn đang nghe nhạc một cái thể loại nhạc nào đó, sau khi mà các bạn vào cái chỗ dừng chân nhé, các bạn tắt máy đi và quay lại thì các bạn khởi động xe lên thì cái nhạc đấy nó sẽ tiếp tục phát tiếp, cũng rất là hay. Nhưng nếu như mà các bạn đang sử dụng ở trong phố, các bạn hàng ngày đi làm, có hôm vui thì các bạn thích nghe nhạc vui, có hôm buồn thì các bạn thích nghe nhạc buồn, hoặc thậm chí khi đang buồn các bạn không muốn nghe nhạc, thì cái tự động phát nhạc này nó sẽ làm phiền các bạn đấy. Tại vì là hôm qua mình vừa nghe nhạc vui xong, hôm nay sáng ra đang bực mình tự nhiên thì cứ nhạc sập sình sình rất khó chịu, đúng không? Ở những cái trường hợp như vậy thì các bạn tắt cái phần tự động phát nhạc đi, thì nó sẽ không tự động phát nữa. Và nếu như chúng ta có thích bài nào thì mình nghe xong tắt máy đi là nó hết. Tự động chép lock này, cái tự động chép lock này với cái sao chép lock này nó phục vụ cho cái việc là ví dụ xe của chúng ta mà phát sinh lỗi gì nhá, thì các bạn cắm cái thẻ nhớ vào, sau đó thì nó sẽ tự động nó sẽ đưa ra những cái lock vào cái thẻ nhớ đấy, và mình sẽ sử dụng cái đấy gửi cho kỹ thuật viên để họ kiểm tra xem cái phát sinh lỗi nó là cái gì đấy. Tiếp tục là cái gì nhỉ? Tự động khởi động ứng dụng. Cái này thì cũng có người thì thích, có người thì không thích. Nó hoạt động như thế này. Ví dụ khi mà bạn tắt máy đi nhá, sau đó thì chúng ta khởi động máy lên. Thì nếu như các bạn mà đặt cái tự động khởi động ứng dụng là YouTube chẳng hạn nhá, thì mỗi một lần các bạn khởi động lên ấy, thì cái ứng dụng YouTube nó sẽ tự động khởi động chạy. Một số bạn có vẻ thích, nhưng mà với cá nhân mình thì mình không thích. Tại vì là khi mà khởi động xe lên ấy, thì bây giờ thì mình thích nghe YouTube, nhưng mà chưa chắc ngày mai mình đã thích nghe YouTube, hoặc là map hay là bất cứ một cái gì cũng vậy. Và khi mà mình có nhu cầu cái gì thì mình tự mình bật lên thì nó tiện hơn, chứ cứ để nó tự động khởi chạy như thế này thì nó sẽ khởi động rất là lâu. Rồi trợ lý giọng nói này, trước đây thì cái phần trợ lý giọng nói này nó ở ngoài cùng đúng không, bây giờ thì nó chui vào đây rồi. Và ở đây thì nó cũng hiển thị lên hai cái ứng dụng trợ lý giọng nói là Google và Kiki. Cái Vietmap Assistant thì nó bỏ rồi. Đấy, thì ở đây mình đang sử dụng cái Kiki thì mình để là Kiki. Còn nếu như các bạn thích Google thì các bạn chuyển sang Google. Nên nhưng mà các bạn lưu ý, cái Google ấy nó là Google Search chứ không phải là Google Assistant đâu nhá. Rồi, cài đặt khác, bây giờ mình ra ngoài xem tiếp là cuối cùng là cái số phiên bản thôi. Đây, mình đang hoạt động ở cái phiên bản mới nhất là cái phiên bản 2023.05.26. Đấy. Và các bạn thấy cái việc tạo nhóm như thế này nó hay hay không hay thì các bạn có thể cho một cái lời góp ý ở dưới phần comment của video này nhá. Và những lời góp ý đấy thì có thể mình sẽ chia sẻ lại cho bên Vietmap để họ có những cái tối ưu hơn cho người dùng trong cái quá trình sử dụng. Ok, như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn cái phiên bản firmware mới cập nhật ngày 26 tháng 5 năm 2023 rồi. Và theo cá nhân của mình đánh giá ấy, thì cái hay ho nhất ở cái phiên bản này
chính là việc tắt được cái tính năng tự động phát nhạc ở trên BS10. Đây là một cái tính năng mà mình đã rất là khó chịu. Rồi, và như vậy thì video đến đây là kết thúc rồi. Nếu như mà các bạn thấy video này hay, hữu ích thì nhớ like, share và nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.